Mừng thọ mẹ 100 tuổi. Sao bài này khó thế nhỉ? Anh hai ơi! Ơi! Bảo gì anh thế? Bài này khó quá, anh hướng dẫn cho em làm nhé. Ừ, đâu để anh xem nào. Xong rồi, anh hai giỏi thiệt đó. Thôi để anh xuống nấu cơm, mẹ chắc sắp về rồi đấy. Để em xuống phụ giúp anh một tay nha. Ừ. À, mẹ đã về. Chúng con chào mẹ ạ. Ừ, mẹ mua bánh tráng cho hai anh em đấy. Ôi, có bánh tráng, ngon quá. Chúng con cảm ơn mẹ. Anh hai cả ngày làm bao nhiêu việc rồi, anh ăn đi. Mẹ còn vất vả hơn chúng ta nhiều. Mình đưa cho mẹ nhé. Mẹ ơi, mẹ ăn đi ạ. À. Mẹ nhường cho hai anh em con, mẹ no bụng rồi. Nhưng... Các con ăn đi, mẹ no thật rồi mà. Thấy anh em mình một nửa nhé. Ừ, anh xin. Nhiều năm sau. Sao mẹ không vào nhà ngồi cho mát? Ừ, mà sao thằng Hoàng mãi chưa thấy về nhỉ? Mẹ mong làm gì? Anh ấy có mấy khi thèm nhìn đến cái nhà này nữa đâu. Làm ông nọ bà kia rồi nên thế. Kìa, sao con lại nói vậy? Con phải thông cảm cho anh con chứ. Anh ấy về rồi đấy mẹ. Đúng là khoe mẹ, có gì mà phải bóp còi inh ỏi thế. Dạ, con chào mẹ ạ. Ừ, thế chỉ có con về thôi hả? Mẹ nó và bọn trẻ ở đâu rồi? Vâng, con tranh thủ ghé qua nhà thôi, nên không cho Bin đi theo. Nhà con thì nhiều việc quá. Lâu lắm con mới về nhà, mà lại đi ngay hả? Vâng. Mẹ ăn đi ạ. Ờ, mẹ xin. Các con cũng ăn đi. Vâng, tiện thể đây em nói luôn. Tuần sau mẹ 90 tuổi. Em định làm vài mâm cơm cả nhà quây quần cho vui. Ừ nhỉ, anh đoán quá. Nếu chú không nhắc, anh quên khuấy mất. Mà sao có thể làm vài mâm được, xoàng quá. Họ hàng nhà mình ít. Hơn nữa có mỗi mình em ở nhà, lo không xuể. Ở quê ai cũng chỉ làm vậy thôi. Không được, mấy ai được làm thọ 90 tuổi như mẹ đâu. Việc này phải tổ chức thật long trọng, hoành tráng, để mẹ nở mày nở mặt. Nhưng... Anh sẽ bao toàn bộ, chú không phải lo. Sao anh lại nói thế? Em cũng là con, cũng muốn có chút đóng góp chứ. Anh nói vậy, chẳng hóa ra... Anh là người làm ăn, quan hệ rộng, khách khứa, toàn người có danh tiếng địa vị. Anh còn phải giữ thể diện của anh nữa chứ. Chú suốt ngày quanh quẩn ở cái làng này, hiểu làm sao được. Anh dám nói thế hả? Anh khinh thường em phải không? Thôi nào hai đứa, mẹ thấy chỉ cần làm mâm cơm cả nhà là được rồi, không phải bày vẽ chi cho tốn kém. Việc nhỏ này mẹ cứ để anh em chúng con tự quyết. Ý anh vẫn thế, không có gì thay đổi. Nếu chú không nghe lời anh thì đừng coi anh là anh hai. Anh sẽ tự tổ chức riêng, lúc ấy chú đừng trách anh. Mẹ, mẹ ơi! Liệu mẹ có sao không? Em đã gọi điện cho bác sĩ rồi. Họ nói do căng thẳng về tâm lý nên vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi là không sao. Mẹ, mẹ thấy trong người có khó chịu hay bị đau ở đâu không? Mẹ cảm ơn các con đã nghĩ đến mẹ, lo lắng cho mẹ. Mẹ nuôi hai đứa vất vả bao nhiêu, cực khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu được. Mẹ chỉ mong hai anh em con trông tử tế, biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Đừng vì chút vật chất mà khinh thường nhau. Mẹ còn nhớ lúc còn nhỏ, tuy nhà chúng ta còn khó khăn, nhưng mà các con luôn yêu thương nhau.
dù là cây bánh rang cũng nhường cho nhau. Vậy mà khi cuộc sống thay đổi, các con cũng thay đổi theo. Nếu các con nghĩ cho mẹ thì các con phải hiểu rằng cách bao hiu tốt nhất dành cho ba mẹ không phải là mâm cao cổ đầy, không phải là tiền bạc vật chất, mà là niềm vui khi nhìn thấy con cái hòa thuận, yêu thương, sống vui vẻ hạnh phúc. Mẹ, chúng con đúng là có lớn mà chưa có khôn, vẫn khiến mẹ buồn lòng. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ nhớ lời mẹ dặn. Mẹ, mẹ hãy sống với chúng con thật lâu mẹ nhé. Ừ. Mật khẩu. Được rồi đấy anh. Cảm ơn em đã đến với anh. Đến giờ anh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ cơ đấy. Mai này dù có ra sao, chúng mình cũng không bao giờ xa nhau anh nhé. Nào vợ yêu, vợ ngồi nghỉ đi, để anh rửa bát nào. Dạ, cảm ơn chồng. Anh ơi, mật khẩu máy tính của anh là gì thế? Từ mật khẩu máy tính, điện thoại đến mã pin ATM, anh đều lấy ngày sinh nhật của em đấy. Ôi, mẹ đã dặn là chơi cẩn thận rồi mà. Ngoan nào. Giờ con ngồi yên ở đây nha, để mẹ nấu cơm. Thôi chết, cháy mất rồi. Sao giờ này chồng còn chưa về? Mà chập này hay về muộn thế? Thuê bao quý khách vừa gọi, không liên lạc được. Em, sao giờ này em còn chưa ăn cơm? Anh đi đâu, không ăn cơm nhà cũng chẳng báo. À, điện thoại anh hết pin, anh xin lỗi. Sao dạo này anh hay về muộn vậy? À, tại công việc mà, chập này anh phải đi tiếp khách nhiều thôi. Anh vào tắm đây, em ăn cơm đi nhé. Hôm nay anh đi ngủ sớm, mấy hôm mất ngủ quá. Ủa, chồng mình mới mua chiếc nhẫn này, sao mình không biết? Sao chiếc nhẫn lại khắc chữ tờ? Chẳng lẽ... Thay mật khẩu máy tính rồi. Thảo nào giờ mật khẩu hẳn là ngày sinh nhật của một cô gái nào đó. Cũng không được. Vậy là anh ấy đã thay đổi toàn bộ mật khẩu từ máy tính đến điện thoại rồi. Đúng là anh ấy đã có người khác. Đã từ lâu rồi mình bỏ bê bản thân. Đến phấn son cũng hết hạn sử dụng mà không để ý. Có lẽ anh ấy đã chán mình rồi. Là gì đây? Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô Tùng sao? Hóa ra mấy tuần nay em ghen với con. Chiếc nhẫn khắc chữ tờ cũng là chữ đầu tiên tên Tùng, con chúng ta. My à, rõ là mày chả ra sao. Vợ chồng có gì chưa hiểu thì cũng phải hỏi han nhau chứ. Sao lại sống mà cứ hồ nghi nhau thì khổ lắm đấy. Sao em lại khóc? Có chuyện gì à? Em thật hạnh phúc khi anh nắm chặt tay em. Chúng mình cùng vượt qua những khó khăn anh nhé. Đã có chuyện gì vậy em? Dạ không có gì, chỉ là lâu rồi em chưa ôm anh thôi mà. Cậu bé rắc rối. Cô
con ở nhà canh cho ông vàng nho. Nho gần thu hoạch, đừng để mấy con chim đến ăn quả nhé. Dạ, ông cứ an tâm, con sẽ canh chừng cẩn thận ạ. Làm gì mà có chim chứ? Nếu có, mình cũng không để cho chúng phá đâu. Năm nay nhà ta sẽ có một vụ mùa bội thu. Đây là thành quả lao động của ông ngoại và mình đây mà. Mình không thể để những con chim này ăn nho. Tụi bay sẽ biết tay tao. Tao không để tụi bay ăn nho nhà tao đâu. Chuyện gì thế này? Không. Làm sao đây? Ông biết nhất định sẽ mắng mình chết. Như thế này thì chắc chắn ông về sẽ thấy và sẽ hỏi mình ngay. Làm sao đây? Kế hoạch của mình thật hoàn hảo. Chỉ cần lấy hai viên ngói khuất trong tán cây này sẽ không ai thấy. Và ông mình cũng không biết mình làm vỡ ngói. Đừng! Không thể thế này được, không thể được. Mình đã làm gì rồi? Ông ơi, giúp con. Ông đây, kể ông nghe chuyện gì vậy? Chuyện gì thế hả con? Không có gì nè, kể cho bác nghe. Con xin lỗi ông và bác, lỗi tại con mà. Không sao, có ông đây mà. Con hãy thành thật kể ông và bác Minh nghe. Dạ, chuyện là thế này. Con nghe lời ông dặn, không để chim ăn nho nhà mình. Con đuổi chúng, vô tình làm rơi hai tấm ngói xuống đất. Sợ ông la, nên con giấu chúng và tự tìm cách. Và rồi... Và con thấy ngói nhà bác có thể thay thế ngói nhà mình. Vậy là con canh bác không có ở nhà, rồi qua nhà bác để lấy ngói. Nhưng không ngờ ý định thất bại. Và kết quả là những vàng bí của bác đã sập hết. Dạ, con xin lỗi ông và bác. Con không nghĩ mọi thứ tồi tệ đến thế. Con biết lỗi của mình rồi ạ. Con thấy không, lỗi của con ban đầu chỉ là lỗi nhỏ. Nhưng vì con muốn che giấu nó, nên kéo theo lỗi lầm lớn hơn. Mọi vấn đề không có cách nào giải quyết tốt hơn là sự thành thật con à. Vàng bí bác có thể trồng lại được, ngói bác có thể lợp lại không sao cả. Quan trọng con không được che giấu lỗi lầm của mình. Nếu như tự ý làm thì kết quả đôi khi càng tồi tệ hơn, con nhớ chưa? Dạ con xin lỗi ông và bác. Con hối hận lắm, con hứa sẽ không tái phạm nữa. Nào, ra xem có con chim nào ra ăn nho không. Con đảm bảo không có con nào ăn đâu, mà phải dựng lại vàng bí đã ông ơi. Ừ, con nói phải. Ba ở quê ra. Thế là con lấy vợ rồi. Có vợ rồi thì lo mà làm ăn, đừng chơi bời nghe chưa con. Ba, hay ba lên thành phố sống với tụi con. Để ba sống một mình thế này, con không yên tâm. Mẹ con mất, ba đã phải chịu bao nỗi vất vả rồi. Con không phải lo đâu. Ba sống ở quê quen rồi. Ba còn phải ở nhà lo hương khói cho mẹ con. Hai vợ chồng con cuối tuần rảnh thì về chơi với ba. Thế là được rồi. Ba, con nhớ rồi. Cháu ngoan của bà thật xinh xắn. Ôi, nhìn cái miệng của bé này, trông xinh chưa kìa. Con gái ơi, ông nội lên rồi nè. Ôi, cháu gái của ông. Ông lên chơi với cháu à? Vâng, chào bà. Ba lên rồi ạ? Ba có mệt không ạ? Cũng bình thường thôi con. Quà quê chả có gì.
Ba mang lên cho con mấy cái bánh tét mà con vẫn thích đấy. Ôi, vất vả cho ba quá. Mà ba vào với cháu đi ạ. Cháu là cháu ngóng ông nội mấy tháng nay rồi đấy ạ. Ôi, cháu gái của nội, ra nội bế một chút nào. Ông mới đi ngoài đường về, ông vào nhà vệ sinh rửa tay đi đã chứ kẻo nhỡ thế này cháu nó lỡ hít phải bụi bặm thì sao. Thế để tôi đi rửa mặt mũi chân tay trước cái đã. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Thì mẹ chỉ nói thế thôi. Mẹ lo cháu gái của mẹ bị nhiễm bẩn rồi bị ốm thì nguy, chứ mẹ đâu có ý gì đâu con. Ba, để con đưa ba đi rửa tay nhé. Ba, sao tay ba bị chai xước nhiều thế này? Mấy vết này là sao hả ba? Thôi, cứ để ba tự rửa. Ở quê làm nông bị chai tay là chuyện bình thường mà con. Còn mấy vết này á là hôm trước ba chẻ gỗ ra để làm cho cháu gái ba chiếc ghế ngồi. À, ba mang lên để ngoài cửa kia kìa. Ba, bao năm qua con đã để ba khổ, vất vả. Vậy mà cuối cùng con lại lấy vợ trên thành phố, rồi ở đây luôn. Con có lỗi với ba. Có gì đâu con. Nhìn thấy các con sống hạnh phúc, nhìn thấy cháu gái của ba xinh xắn thế kia là ba vui rồi. Ba, sao ba giặt quần áo làm gì? Cứ để đấy, lát vợ con cho vào máy giặt quay một lúc là xong ấy mà. Ba ở quê dậy sớm quen rồi. Ba quần áo giặt tay cho bền, chứ giặt máy, ba nghe nói là quần áo nhanh hỏng lắm đấy con. Nhất là quần áo của cháu gái bà. Ba rảnh mà, con đừng có lo. Mới sáng ra mà ông đã xả nước giặt giũ ầm ĩ rồi, làm tôi chẳng ngủ được gì cả. Ngày mai ông không phải dậy sớm thế đâu. Quần áo thì cứ để máy nó giặt. Ông không phải lọ mọ từ sáng sớm thế đâu ông thông gia à. Ba bế cháu giúp con chạy ra đây một lát à. Nào, ra nội bế con. Ấy ấy, để tôi, cứ để cháu tôi bế. Ông đang quét nhà, tay bẩn thế kia, nhớ vi trùng nó dính vào cháu thì sao? Tôi biết rồi. Ba đang làm gì vậy ạ? À? Ngoài này nắng lắm, ba vào nhà ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. À, ba đang phơi chỗ thuốc lá này cho khô. Đấy là thuốc lá hả ba? Đúng vậy, toàn là vị thuốc trồng trong vườn ở quê đấy con à. Con mới sinh xong, nhớ ốm đau gì không dùng được thuốc tây, nên ba phòng trước phơi khô mấy vị thuốc sốt, cảm cúm này, lúc cần thì có cái mà dùng con à. Ba chu đáo quá ạ. Thuốc mà ông dùng tay bóc rồi lại phơi dưới đất thế kia, uống vào có đảm bảo vệ sinh không? Giờ cần gì thì ra hiệu thuốc. Thuốc nào cũng có hiệu quả nhanh lắm ông ơi. Mấy cái loại thuốc dân gian truyền miệng thế, ai biết có tác dụng hay không? Hay lại... Thuốc này cũng có nhiều tác dụng lắm đây bà thông gia à. Mẹ sốt cao thế này, phải đi bệnh viện thôi. Mà lại đúng lúc chồng con đi công tác chứ. Hay con nhờ cô Hoa nhà bên trông bé rồi đưa mẹ vào viện nhé. Thôi mẹ không sao, mẹ nằm ngủ chắc sáng mai là khỏe thôi con. Không được, mẹ sốt cao thế này, nhỡ đêm hôm có chuyện gì thì sao, con lo lắm. Bà thông gia, uống bát thuốc gia truyền này của tôi đi, đảm bảo một lát là bà dứt sốt ngay ấy mà. Tôi không quen uống những thứ đồ lạ đâu. Hơn nữa ông phơi thuốc đầy bụi bẩn thế kia, tôi uống vào lại bị nặng hơn thì sao. Toàn những lá cây mà tôi trồng ở quê, tôi đem chúng đun lên, sắc nước uống. Bà yên tâm đi. Ở một mình, có những lúc tôi bị sốt, nào có ai chăm đâu. Tôi hãm mấy loại lá đó lên, uống cái là hạ sốt ngay mà. Bà cứ tin tôi đi, tôi đảm bảo bà sẽ hạ sốt, không phải đi viện đâu. Ông nội cháu đã nói vậy thì bà cứ uống đi, biết đâu hạ sốt thật thì sao ạ? Thuốc gì mà đắng thế này? Thuốc đắng giả tật mà. Bà cứ uống hết đi, đảm bảo sẽ hạ sốt ngay thôi. Đúng là giảm sốt thật rồi này mẹ. Mẹ cũng thấy người nhẹ nhõm hơn lúc nãy. Đúng là đỡ mệt hơn con à. Đấy, thế mà mẹ cứ chê những thứ lá đó. Nếu không có ba chồng của con, chắc giờ này mẹ đang nằm ở viện rồi ấy chứ. Mẹ thấy chưa, ba chồng của con tuy là người nhà quê, nhưng thật thà và tốt tính lắm.
Mẹ có biết mẹ chồng của con mất từ khi anh Hùng còn nhỏ. Vậy mà ba chồng con ở vậy quyết nuôi anh ấy nên người. Ba con không từ công việc gì cả, dù nắng mưa, ốm yếu, vẫn quyết tâm đi làm để kiếm tiền nuôi con ăn học. Vậy nên anh ấy mới thành người như vậy đấy ạ. Chồng con rất tôn trọng và yêu quý ba, và con cũng vậy. Con mong mẹ từ giờ hãy từ bỏ thành kiến với ba chồng của con đi. Mẹ cứ để ý một chút, sẽ thấy ba chồng của con là người tốt, rất tốt đấy mẹ ạ. Mẹ đừng nhìn những thứ bên ngoài mà đánh giá con người của ba chồng con mẹ ạ. Ông thông gia, ông bế cháu giùm tôi một chút, để tôi dọn nhà cho. Đợi tôi chút, tôi đi rửa tay. Thôi, không cần đâu, tay ông cũng có bẩn lắm đâu mà. Đây, ông bế lấy cháu. Ôi, cháu gái của ông, ra ông bế nào. Ôi, cháu tôi trông đáng yêu chưa kìa. Em làm cách gì mà mẹ lại thay đổi vậy? Em đâu có làm gì, chắc là tấm lòng nhân hậu, thương người và gần gũi của ba đã làm mẹ em hiểu ra ấy mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.